Tuyệt vời, em ăn nhớ ăn cơm nha. Vào mà thôi, trời mưa quá nhỉ. Chắc là có bão số gì đâu, lúc nào cũng bão nhất mọi người thôi. Chờ hai lọt đấy. Ăn cơm đi. Đi vô nha. Đi vô cơm. Như vậy sao mà không gạt chồng? Chồng hả? Nha. Chồng hả? Chồng nằm nha, chồng sẽ lọt trong điều này. Đặt để về ăn chờ luôn thật sự nó đặt về luôn. Chúng ta nhìn nhìn đấy, mẹ ơi cháu có con bằng cơm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.